Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì trong cái thời gian khoảng hơn một thập niên gần đây thì chúng ta đã chứng kiến và đã thụ hưởng rất nhiều các cái thành quả trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Chúng tôi có thể liệt kê sơ bộ ra đây là với những cái nhận thức và những hành động quyết liệt trong truyền thông, trong sàng lọc, trong cộng đồng thì rõ ràng là chúng ta đã thay đổi cái tỷ lệ mắc ung thư ở giai đoạn sớm đến với bệnh viện. Trước đây thì đa số là bệnh nhân đến giai đoạn sớm, nhưng mà giờ thì chúng ta đã chứng kiến cái tỷ lệ là khoảng trên 70% đến chúng ta giai đoạn sớm. Thì các cái thành tựu trong sàng lọc chẩn đoán sớm nó đem lại những cái kết quả nó hết sức là có ý nghĩa và rộng rãi cho người bệnh. Cái ung thư được chẩn đoán và điều trị sớm thì cái kết quả điều trị sẽ rất là tốt, kể cả về chuyên môn lẫn đỡ cho bệnh nhân cái tốn kém về kinh tế. Cái mảng thành tựu thứ hai là trong điều trị thì chúng ta đã thấy là với các cái thế hệ thuốc mới, phác đồ mới, rồi là các cái máy xạ trị hiện đại cũng như là kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến thì đã làm thay đổi hẳn cái tiên lượng cũng như là tỷ lệ điều trị khỏi cho người bệnh ung thư vú. Thì từ hai cái nền tảng đấy thì chúng ta thấy là cái bộ mặt lâm sàng của chẩn đoán và điều trị ung thư vú thay đổi hẳn, và tỷ lệ bệnh nhân ung thư vú được chữa khỏi ngày càng tăng cao. Thì trong cái bối cảnh đó, các bác sĩ ngoại khoa chúng tôi đã bám sát được cái xu hướng trên thế giới là không chỉ điều trị khỏi cho người bệnh mà song song với đó thì còn làm tăng cường và duy trì cái chất lượng sống, chất lượng điều trị cho người bệnh. Và khi người bệnh được trả về với cuộc sống bình thường thì có thể hòa nhập một cách hoàn toàn chủ động và tự tin, cũng như là thoải mái trong cuộc sống, trong công việc, cũng như là trong các cái môi trường giao tiếp. Thì với cái nhận thức đó thì trong những năm vừa qua chúng tôi đã chủ động bám sát và áp dụng hàng loạt các cái kỹ thuật tạo hình khác nhau để phục vụ cho các cái đối tượng bệnh nhân ung thư vú có cái nhu cầu đa dạng và ngày càng tăng. Trong cái dòng chảy đó thì phẫu thuật nội soi một lỗ để cắt tuyến vú và tạo hình một thì cho bệnh nhân cũng là một trong những cái cố gắng lớn của tập thể các bác sĩ khoa ngoại vú bệnh viện ca, và coi đó là một món quà để dành tặng cho chị em trong ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3. Thì phẫu thuật này có cái ưu điểm nổi trội là chỉ với một đường rạch khoảng 3-4cm thôi, chúng ta đã có thể hoàn toàn kiểm soát được các cái vấn đề như cắt rộng cái khối u và nhu mô tuyến vú để chúng ta kiểm soát được một cách rất là đầy đủ và toàn diện bệnh ung thư. Cái thứ hai là xử lý thấu đáo cái hạch nách nếu có di căn. Và cái vấn đề thứ ba là qua cái lỗ mở nội soi đó thì chúng tôi kết hợp tạo hình luôn. Thì đây là những phẫu thuật mà hết sức là tiên tiến, và theo như những cái thống kê và ghi nhận hiện nay trên thế giới thì các đồng nghiệp ở bên Hàn Quốc là các bác sĩ đi tiên phong trong cái lĩnh vực này. Thế và tại bệnh viện ca thì chúng tôi cũng đã làm quen và tiến hành phẫu thuật này thành công cho một số chị em phụ nữ, và kết quả bước đầu thì đem lại những cái kết quả hết sức là khả quan, vừa kiểm soát được bệnh ung thư cho người bệnh, vừa tạo hình, thế và cũng giúp cho bệnh nhân phục hồi nhanh sau mổ. Thì đây cũng có thể là một cái bước tiến tiếp theo trong phẫu thuật điều trị ung thư tại bệnh viện ca.